chào cả nhà. Bây giờ chúng tôi mới đến. Bây giờ chúng tôi mới đến một quán ăn bánh mì rất nổi tiếng tại Đà Lạt. Đây cả nhà ơi, tiệm bánh gói xay gió. Đây là cái tiệm mà rất là nổi tiếng ở Đà Lạt luôn cả nhà. Mọi người check in đây, chụp hình đây rất là nhiều luôn á. Có muốn chụp hình không? Em chụp hình nhanh nha. Đây. Chào. Em muốn ăn gì? Wow. Bánh mì trứng non nè. Em muốn ăn thử bánh mì này. Cái này dạ. Có muốn thử có muốn mua bánh mì không? Bánh mì trứng à? Bánh mì xá xíu. Dạ. Lớn. Chờ lấy cho em một bánh mì trứng non với một xá xíu lớn. Trứng non thì vừa. Anh cũng đi. Ủa, vậy trứng non lớn luôn đi chị. Dạ, nó mình có bánh mì rồi ạ. Cái này ạ. Ở đây bán nhiều loại bánh mì ngọt bánh mì. Cà phê mình order bên kia hả chị? Dạ. Dạ, nó mình có bánh mì rồi ạ. Có ô mít xấy nè anh. Ở đây có nhiều loại ha anh ha. Bánh mì ngọt quá trời luôn. Anh muốn ăn pizza này. Anh muốn ăn thử pizza này hả? Pizza cả. Dạ anh phải order chị nha. Trên đây nè. Pizza này đúng không? Đúng rồi. Dạ anh order với chị. Cái đó gọi là pizza gà. Pizza gà. Đây là cà phê. Em thích cà phê sữa. Dạ anh no rồi với chị nha. Đúng rồi. Cấp một món ăn chúng tôi nhớ khi chúng tôi mới gặp em có nhớ không? Dạ. Chúng tôi mới gặp Vinh bán cái này cho cái này hồi lúc đó em bán bánh tráng nữa, bán bánh tráng online mỗi lần chúng ta gặp nhau tại cà phê trà sữa Vinh cái này đem bánh tráng này cho anh ăn cái này nè. Quá chừng hả? Trái cây sấy. Cái này gì ta? Chuối. Chuối thôi hả? Cái này là chuối. Cái này là mực nè. Trên đây thì có xoài, có mít. Cái này mình mua về làm quà được không anh? Lấy thêm bánh ngọt gì bên cạnh. Dạ, chị lấy cho em một cái pizza gà gà. Mình là hai cái này với một pizza gà. Dạ. Dạ 69 thôi. 69 ngàn anh. À không có chứ nhỉ. Mời cô. Xong chưa? Bây giờ hai đứa sẽ đi lên lầu và ăn. Đây. Cà phê, yogurt, bánh mì. Rồi các bạn ơi. Đây. Tên bánh mì sáng sáng rồi. Bánh mì có xe gió. Bánh mì xá xí. Em không biết cái nào là xá xí cái nào ấy anh ăn thử cho anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thử ăn thử bánh mì nổi tiếng nhất tại thành phố Đà Lạt là như thế nào. Con lại đam đà. Cà phê nhỉ? Ngon, cà phê ngon, cà phê ngon. Nhìn cái nào thì có vẻ giống như là màu nó không được đậm rồi đó. Thì bạn uống thử. It's smoother than Highland coffee. Yeah. Không có mặn nhiều. Very smooth.
Dạ. Anh thích lắm. Nhưng mà bắt buộc 38 anh chửi. Ok, anh sẽ tới nha. Dạ. Bánh mì sao? Ồ, bánh thơ. Ồ. Thì trong đây có thịt nè. Thịt xíu quá, rồi rau. Để anh sẽ tới nha. Ngon, nhưng mà không phải là quá ngon. Ngài nói là phải có sashimi hơn ở đây đúng không? Ý em nói là thật hơi ít á. 25.000. Nó sao xíu. The taste of sashimi not so strong. Yeah. But I think they should put more. Nhưng mà đặc biệt là em nghe đồ đó là bánh mì rất là giòn. Bánh mì giòn. Cắn nghe rớt rớt. Bà nóng nữa. Dạ. Ok. Thấy không? Con sẽ ăn thử luôn. Bánh mì chân gà nộm nha. Anh ăn đi, anh ăn đi. Anh đâu có lẽ đâu à? Một chút. Được không? Dạ được. Giòn ép hả? Trứng gà non gọi là gì đó? Thì trong đây được vài trứng trứng nè, xong rồi với hình như là trà bông gà hay gì á. Cho nên bây giờ anh sẽ ăn thứ bánh mì queen. Không có nước, không có súp. Doesn't have like much sauce inside. Cho nên hơi khô. Ừ, khô, khô. It's okay. Yeah. Okay. But I don't feel any special about this food. Oh, yeah. Anh ăn đi, anh ăn đi. Có cái gì đâu. If you want to eat something light for breakfast, you must choose this. Yeah. Anh chọn cái này. Ủa vậy là anh thích hai cái này, anh thích cái nào? Anh thích cái này. À, tức là anh sẽ thích bánh mì xíu xíu hơn là bánh mì trứng gà non. Tại vì quá khó. Yeah. Không phải là quá khó này, khó. Yeah. Anh thích này. Yeah. Một bữa chúng ta. Giờ. Ai mà không phải bay đứng nữa nhỉ? 1, 2, 3, yo. Bạn thì uống yogurt, sữa chua. Còn anh Nôn thì uống cà phê, ăn bánh mì. Pizza gà. Đây là bánh. Bên... Chứ là cái pizza trên là gà với lại phô mai. Ừ. They use gà instead of phô mai. They use a lot of thịt gà. Nhưng mà khó. Cái này không khó. Đúng rồi. Không có súp, không có sốt. Hơi khó với lại tại vì cái lớp phô mai á rất là ít. Bên trong là pizza có súp ha. Là giống như tomato sauce hả? Yeah. Mà cái này không còn. Nhưng mà mình là mình thích thích nhiều lắm. Cho nên cái này là của anh, của mình. Mà nếu các bạn thích pizza bình thường có lẽ không thích cái này. Dạ. Yeah. Mà mình thích thích ăn. Cái pizza này có nhiều thịt lắm cho nên rất là khoái. Ông muốn mình. Thế nào? Ok. Ok không? Anh nghĩ là món này sẽ ngon hơn nếu sử dụng phô mai nhiều hơn. Dạ.